Thầy bữa trước thầy có clip hướng dẫn cái bài tập 1, cái ra cái đề bài của bài tập 1 đi cho các bạn giải đó. Thì có một một bạn họ gửi lên cho thầy và thầy thấy bạn này giải tốt nhất, nhưng có điều là bạn đó vẫn là giải sai nha. Các bạn lưu ý nè. À, đây là bài làm của bạn đó ha. Ngõ vào của bạn đó là bạn cho một biến trở, bạn thay đổi biến trở từ 0V tới 5V thì bạn hy vọng rằng cái ngõ ra của cái oscilloscope nó báo cái từ cái chân BWM á, nó sẽ thay đổi từ có lẽ là 100% rồi cho tới 0% ha. Khi mà chỗ này 0V nè, tương ứng với nhiệt độ thấp nhất thì chỗ này ra khoảng 90% gì đó. Nói chung là cao, BWM nó sẽ cao. Và khi mà nhiệt độ tăng lên tương ứng với cái điện áp này, bạn di chuyển lên gần 5V á, từ 0V tới 5V bạn tăng dần nhiệt độ bên đây lên. Xin lỗi, bạn tăng dần điện áp bên đây lên từ 0V tới 5V á. Tương ứng với nhiệt độ nó tăng dần á thì bạn sẽ thấy cái BWM chỗ này nè, nó sẽ từ BWM có duty rộng nó từ từ cái duty nó hẹp lại, thì là sẽ đúng với cái đề bài, đúng với cái bài của mình ha. Thì bạn mình giải ra là bị sai rồi nha. Tại bạn bạn lưu ý nè. Bạn mình đọc cái giá trị value lúc này á, cái chân analog nó nhận cái tín hiệu 0V tới 5V thì nó sẽ so sánh với điện áp tham chiếu. Điện áp tham chiếu đây mình chọn là 5V. Nếu mình chọn chế độ reference là default thì lúc này Arduino nó sẽ hiểu 5V là giá trị điện áp tham chiếu. Thì điện áp tham chiếu nếu mà ngõ vào là 5V thì nó sẽ là 1023, còn nếu mà ngõ vào là 0V thì nó xứng là giá trị 0. Nó được số hóa rồi. Thì giá trị số hóa đó bạn mình sẽ quy đổi trở lại. Quy đổi trở lại để mà ra giá trị điện áp thực sự. Giá trị điện áp thực sự, tại sao bạn mình không chuyển về nhiệt độ luôn? Có giá trị điện áp này thì suy ra như nhiệt độ luôn chứ để volt làm gì? Rồi tự nhiên cái bạn mình cho là sai số bằng 100 trừ volt nhân 100 chia 5, rồi BWM thì bằng 255 nhân E chia 100. Hai cái đoạn chương trình này có thể nó sẽ làm con chip chạy đúng, nhưng mà nó không đúng với giải thuật mờ. Bạn mình chưa thực hiện được giải thuật mờ chỗ này. Nếu mà bạn muốn thực hiện giải thuật mờ, bạn phải từ volt này bạn chuyển ra nhiệt độ. Từ nhiệt độ bạn phải tính ra các cái hàm liên thuộc tương ứng với nhiệt độ thấp, nhiệt độ vừa, nhiệt độ cao. Mỗi hàm liên thuộc như vậy bạn sẽ tính ngõ ra là bằng hàm liên thuộc thấp nhân do cái BWM tương ứng với nhiệt độ thấp, là BWM nó bằng bao nhiêu theo cái luật mờ. Có nghĩa là bạn mình phải xem ở đây nè, chẳng hạn như bạn mình tính ra mui thấp, từ cái nhiệt độ bạn suy ra được cái mui thấp của nhiệt độ lúc đó là bằng bao nhiêu, mui vừa của nhiệt độ lúc đó bằng bao nhiêu, mui cao của nhiệt độ lúc đó là bằng bao nhiêu, và tương ứng với mui thấp thì lúc này BWM nó bằng bao nhiêu theo cái luật này. Tương ứng với mui vừa thì BWM nó bằng bao nhiêu theo cái luật này. Nếu mà mui cao thì BWM nó bằng bao nhiêu theo cái luật này. Và bạn mình phải bắt chước cái clip này để mà tính ra được cái BWM nó ra. Tương tự như cái clip này ha. Chứ bạn mình làm cái kiểu này nhìn thì có vẻ rất là hay, điều khiển được đó, nhưng mà có điều không phải là giải thuật mờ. Thầy yêu cầu các bạn là phải sử dụng giải thuật mờ, đúng được giải thuật mờ, thực hiện những cái thao tác đó trên đây ha. Tính mui ra, rồi tính ra cái BWM ngõ ra theo mỗi cái mui như vậy, và phải theo cái giải thuật như thế này thì mới hợp lý ha. Bạn mình giải sai rồi, tiếc quá, thì mà giải lại nha.